kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối thứ ba ngày 2 tháng 10 năm 2018 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình Thời sự tối nay có những nội dung chính sau đây. Nông sản Lâm Đồng cần sơ chế, đóng gói trước khi đưa vào chợ đầu mối thành phố Hồ Chí Minh. Gian nan xây dựng thương hiệu Hồng Đờ Răng. Bảo Lâm kịp thời khắc phục hậu quả lũ quét tại xã Lộc Thành. GDP tăng cao nhất kể từ năm 2011. Gần 2 tỷ thanh niên đối mặt nguy cơ thất nghiệp. Những bông hoa nhỏ tại làng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản yêu cầu các địa phương trong tỉnh, ban quản lý chợ nông sản và các công ty doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phối hợp triển khai việc sơ chế, đóng gói các hàng hóa nông sản tại tỉnh trước khi đưa về tiêu thụ tại các chợ đầu mối thành phố Hồ Chí Minh. Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng cho biết, nhằm đảm bảo nguồn gốc xuất xứ, nâng cao chất lượng các mặt hàng nông sản Đà Lạt, đồng thời phổ biến chủ trương của thành phố Hồ Chí Minh về việc sơ chế, đóng gói các loại hàng hóa nông sản trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ, đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng. Mới đây, Sở đã có văn bản gửi tới Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các địa phương trong tỉnh, Ban quản lý chợ nông sản và các công ty doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, phối hợp triển khai việc sơ chế, đóng gói các hàng hóa nông sản tại tỉnh trước khi đưa về tiêu thụ tại các chợ đầu mối thành phố Hồ Chí Minh. Theo kế hoạch, chương trình này sẽ được bắt đầu vào cuối tháng 12 năm 2018, nhằm tiến tới việc truy xuất nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa sản phẩm, phục vụ tốt nhu cầu thị trường và tạo tâm lý yên tâm cho người sử dụng. Trong 3 năm, từ 2016 đến nay, thực hiện dự án xây dựng mô hình và chuyển giao công nghệ sản xuất khoai tây giống sạch bệnh, giá thành thấp do Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây Rau và Hoa Đà Lạt thuộc Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam chủ trì đã xây dựng và chuyển giao 15 mô hình sản xuất của khoai tây giống nguyên chủng. Mỗi mô hình từ 2 đến 3 hectare, tổng cộng là 45 hectare. Năng suất cũ đạt tiêu chuẩn giống nguyên chủng trung bình trên 16 tấn 1 hectare. Trung tâm đã xây dựng được 220 hectare mô hình sản xuất của giống khoai tây xác nhận. Năng suất cũ đạt tiêu chuẩn giống xác nhận trung bình trên 18 tấn 1 hectare. Giá thành của giống thấp hơn khoảng 15% so với nhập khẩu. Đào tạo tập huấn cho cán bộ khuyến nông viên cơ sở, nông dân về quy trình công nghệ sản xuất của giống khoai tây các cấp. Từ đó nâng cao năng lực sản xuất khoai tây giống ở trong nước, góp phần giảm lượng khoai tây nhập khẩu nhằm phát triển sản xuất khoai tây. Xây dựng và chuyển giao được mô hình sản xuất khoai tây giống nguyên chủng, mô hình sản xuất giống xác nhận, đồng thời liên kết tiêu thụ sản phẩm giống khoai tây giống, góp phần giảm nhập khẩu khoai tây giống. Với mục tiêu đạt được của dự án đã góp phần quan trọng trong việc phát triển khoai tây bền vững, trong đó phát triển mạnh thương hiệu khoai tây Đà Lạt, hạn chế tối đa việc giả danh lạm dụng thương hiệu khoai tây Đà Lạt do khan hàng trong những tháng mùa mưa như thực trạng đã từng diễn ra. Một trong những đặc sản của thị trấn Đờ Răng, huyện Đơn Dương đó là quả hồng. Khu phố Phú Thuận là nơi có diện tích hồng lớn nhất. Cũng từ nơi này nhiều giống hồng ngon như Vuông Tám Hải, Vuông Đồng, Chín Nên và nhiều giống hồng khác đã được đưa đi tiêu thụ trên cả nước. Thế nhưng nhiều năm nay, việc xây dựng thương hiệu hồng Phú Thuận Đờ Răng lại rất gian nan. Và cho đến mùa hồng năm nay, người dân vẫn phải bán quả hồng trôi nổi trên thị trường. Thời điểm này, tại khu phố Phú Thuận thuộc thị trấn Đờ Răng, huyện Đơn Dương, cây hồng ăn quả đang bước vào giữa vụ. Lượng hàng đầu mùa tuy có hút khách nhưng giá cả chỉ ở mức trung bình. Cho dù những năm gần đây, diện tích cây hồng đã bị thu hẹp, sản lượng giảm do người dân chuyển sang trồng cây trồng khác. Loại hồng được thu mua cao nhất là hồng Chín Nên với giá từ 20 đến 25.000 đồng một ký tại vườn. Các loại hồng khác dao động từ 7 đến 20.000 đồng một ký tùy chủng loại và chất lượng. Chứ nói về cây kinh tế thì đều không mạnh lắm, chứ nói chung cây hồng là làm bây giờ nói chung là theo cây hồng vẫn còn có sống được. Chú là chú người nhà nông mà chú thích có thương hiệu lan trên cả nước thì cái vật giá mình nó phải có giá hơn. Chứ còn ở đây như hồi cổ mấy vừa đây nó bán nó chỉ nói bây giờ nó đi 5-7 tỉnh rồi mà nó cứ đi gắn điểm đó thì mình nhà vườn mình đâu có biết đâu. Bấp bênh là thế, nhưng những nông dân ở đây vẫn muốn gắn bó với cây hồng. Câu chuyện xây dựng thương hiệu hồng Phú Thuận Đờ Răng cũng đã được đề cập đến nhiều năm nay, nhưng nông dân vẫn chưa thể khẳng định vị trí của mình trên thị trường. Mình đóng đi là
mấy cái chợ mà chợ tỉnh là người ta quen biết cái mặt hàng của mình ở đây rồi, cứ tới mùa là mình liên hệ với người ta là mình đóng xuống là người ta biết à, cái hàng đó là hàng đơn dương, hàng đó là hàng đà răng là người ta biết rồi, à, cứ vậy thôi. À, đó là cái uy tín cá nhân thôi. Còn nếu mà bây giờ mình xây dựng một cái thương hiệu là giống như là uy tín của một cái vùng vùng miền của mình luôn vậy đó. Để người trồng hồng bớt khó khăn, địa phương đã nhiều năm tìm cách xây dựng thương hiệu. Tuy nhiên, việc xây dựng thương hiệu hồng Phú Thuận Đờ Răng đã gặp trở ngại khi việc điều chỉnh chi giới hành chính thành phố Đà Lạt trong những năm tới có thể quy hoạch thị trấn Đờ Răng thuộc vùng phụ cận của thành phố Đà Lạt. Theo cái quy hoạch Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 á, thì Đà Răng là cái vùng phụ cận của thành phố Đà Lạt. Vì vậy nên là các cái thương hiệu, các cái nhãn hiệu của Đà Răng thì cũng sử dụng của thành phố Đà Lạt. Tuy đối với cái hồng Đà Răng thì ở huyện cũng đã xây dựng thương hiệu, tuy nhiên thì nó bị vướng là do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt đã xây dựng thương hiệu này rồi, nên là đơn dương không có xây dựng nữa. Cái việc sử dụng sau này thì sẽ phối hợp với lại thành phố Đà Lạt để sử dụng cái thương hiệu này. Thực tế, thị trấn Đờ Răng là địa phương có diện tích cây hồng ăn quả lớn nhất tỉnh với trên 1.000 hectare. Với thổ nhưỡng khí hậu đặc thù giao thoa giữa hai vùng khí hậu nhiệt đới và ôn đới, nên chất lượng quả hồng ở đây được đánh giá ngon ngọt hơn những nơi khác. Theo vào đó, người dân nơi đây đã gắn bó với cây hồng từ thế hệ này qua thế hệ khác. Họ am hiểu và phát triển nhiều giống hồng phù hợp và linh hoạt chuyển đổi những giống hồng thị trường ưa thích. Vì vậy, nếu không xây dựng được một thương hiệu riêng, thì người trồng hồng ở Đờ Răng sẽ gặp những thiệt thòi nhất định. Chúng tôi cũng đang liên hệ với phòng kinh tế hạ tầng huyện để xem xét cái việc mà mình làm một cái nhãn hiệu riêng được hay không, hay là phải lồng ghép với cái nhãn hiệu của Đà Lạt. Thì nếu như mà sử dụng nhãn hiệu Đà Lạt thì chúng tôi cũng sẽ thực hiện thôi. Thì tuy nhiên thì ở góc độ ở địa phương thì cũng Đờ Răng thì nó có một cái đặc thù riêng. Đó, nếu như gắn nhãn hiệu Đà Lạt thì trái hồng Đà Lạt thì chúng tôi cũng phải tính toán về trong cái chỉ giới địa lý cũng như là cái trong cái đóng gói sản phẩm bao bì để nó có cái người dân hỏi người tiêu dùng họ sẽ biết được cái đặc trưng của trái hồng Đà Răng. Cây hồng từng là cây trồng chủ lực của thị trấn Đờ Răng. Sau những năm gần đây, nhiều gia đình đã chặt bỏ cây hồng để trồng la ghim. Vì có những thời điểm giá hồng xuống thấp tới mức giá bán không đủ tiền công thu hái. Tiếc nuối vì phải loại bỏ cây trồng mà mình đã gắn bó. Nhờ nó mà bao đời nay, nhiều thế hệ được nuôi sống lớn lên dưới tán những cây hồng. Vì vậy, phần nhiều những người trồng hồng vẫn không muốn phá bỏ. Với hy vọng mai này, quả hồng Đờ Răng sẽ có chỗ đứng vững vàng trên thị trường bằng thương hiệu của riêng mình. Chỉ khi có thương hiệu vững vàng, người trồng hồng sẽ bớt phần thấp thỏm trong mỗi mùa vụ mới. Một số tin vắn đáng chú ý trên các lĩnh vực sẽ tiếp tục chương trình thời sự tối nay. Khu công nghiệp Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc có diện tích 183 ha, trong đó có 130 ha đất công nghiệp. Hiện đã có 22 hạng mục hạ tầng được đầu tư hoàn thành. Các hạng mục còn triển khai như xây dựng một số nhánh tuyến đường nội bộ, giải phóng mặt bằng điện chiếu sáng và cổng khu công nghiệp. Tuy hạ tầng khu công nghiệp Lộc Sơn đã cơ bản hoàn chỉnh với hệ thống giao thông mương thoát nước, xử lý nước thải, nhưng vẫn cần nguồn vốn khoảng 70 tỷ đồng nữa để đền bù 17 ha còn lại và nâng cấp các tuyến đường giao thông trong khu công nghiệp do tải trọng các xe ngày càng lớn. Nguồn vốn này dự kiến đến năm 2020 mới có khả năng bố trí được. Từ hiệu quả mô hình sản xuất thí điểm 5 ha nếp quýt theo tiêu chuẩn Global Gap từ năm 2017 tại xã An Nhân, đến nay huyện Đà Tẻ đã cho nhân rộng mô hình này lên hơn 30 ha. Theo ngành nông nghiệp, sản xuất theo tiêu chuẩn Global Gap đòi hỏi khắt khe về quy trình chăm bón, giống và điều kiện từng vùng đất. Qua sản xuất thí điểm, kết quả của mô hình này mang lại khá cao. Trong thời gian tới sẽ tiếp tục được nhân rộng trên địa bàn huyện. Hiện sản phẩm nếp quýt Đà Tẻ được một số doanh nghiệp thỏa thuận liên kết thu mua xuất khẩu. Toàn huyện Đà Tẻ hiện có trên 730 ha chuyên canh nếp quýt, được sản xuất chủ yếu tại xã An Nhân và thị trấn Đà Tẻ theo hướng Việt Gáp. Theo kế hoạch đến năm 2020, huyện Đà Tẻ sẽ xây dựng vùng chuyên canh nếp quýt lên tới hơn 2.000 ha. 9 tháng đầu năm 2018, cơ quan chức năng và các đơn vị chủ rừng huyện Đức Trọng đã phát hiện 46 vụ lấn chiếm đất lâm nghiệp với diện tích gần 83.000 m2. Trong đó tái lấn chiếm 4 vụ, khai thác đất lâm nghiệp 2 vụ, san gạt đất lâm nghiệp 8 vụ, lấn chiếm trái phép 32 vụ. Kết quả xử lý 8 vụ với số tiền xử phạt 32 triệu đồng. Song song đó, các ngành chủ rừng và ban lâm nghiệp các xã tổ chức giải tỏa gần 30 ha cây trồng và kiến trúc trái phép trên đất rừng, đồng thời tiến hành trồng lại rừng trên đất lấn chiếm và trao cho các đơn vị liên quan và tổ nhận khoán quản lý bảo vệ.
Được biết, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn Đức Trọng đã xảy ra 80 vụ vi phạm luật bảo vệ phát triển rừng, tăng 7 vụ so với cùng kỳ. Từ đầu năm đến nay, Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt đã sản xuất trên 348.000 chậu hoa, túi hoa để phục vụ cho cảnh quan tại các công viên và trên các tuyến đường phố, đảm bảo các địa điểm này luôn có hoa đẹp sinh động. Hiện đơn vị đang quản lý và chăm sóc 43 công trình và tiểu công viên, trồng và quản lý hoa và cây xanh trên 62 tuyến đường trong thành phố. Trong những năm qua, Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt đã tích cực thực hiện nhiều phần việc như tăng cường trồng hoa, cây xanh, tăng tỷ lệ thu gom rác, chỉnh trang hạ tầng đô thị, v.v. nhằm góp phần thực hiện phong trào thi đua, đô thị xanh sạch, đẹp, thông minh, phát triển bền vững, gắn với bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu của Hiệp hội các đô thị Việt Nam. Đà Lạt thí điểm bục điều khiển giao thông để phòng tránh ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm. Huyện Bảo Lâm đang tích cực huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả trận lũ quét xảy ra vào ngày 29 tháng 9 để bà con sớm ổn định cuộc sống. Là thông tin sẽ có trong phần tiếp theo của bản tin thời sự tối nay. Thông tin trên lĩnh vực du lịch. Trong 9 tháng đầu năm 2018, lượng khách du lịch từ các tỉnh đến thành phố Bảo Lộc tham quan và lưu trú đạt trên 470.000 lượt, tăng 4,4% so với cùng kỳ. Số ngày lưu trú bình quân của khách đạt trên 1,15 ngày một khách. Theo đánh giá, lượng du khách đến thành phố Bảo Lộc ngày càng tăng nhờ các dịch vụ vui chơi giải trí được mở rộng, các dịch vụ lưu trú cũng ngày càng được nâng cao chất lượng để phục vụ du khách. Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, ngành chức năng thành phố đã tiến hành thẩm định 3 cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn thành phố để đề nghị thăng hạng 2 sao, đồng thời tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ lễ tân, kỹ thuật pha chế đồ uống cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn để phục vụ tốt nhu cầu vui chơi, nghỉ dưỡng và thưởng thức của du khách gần xa. Nhằm mục đích nâng cao hiệu quả hướng dẫn giao thông và xử lý vi phạm phòng tránh ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm, bắt đầu từ tháng 10 năm 2018, thành phố Đà Lạt tiến hành thí điểm triển khai lực lượng cảnh sát giao thông đứng bục chỉ huy điều khiển phương tiện giao thông tại các nút trọng điểm trên địa bàn thành phố. Theo đó, tại các nút giao thông Bà Triệu, Trần Phú và Hải Thượng 3 tháng 2, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Đà Lạt cùng với đoàn viên thanh niên xung kích của thành đoàn Đà Lạt và các phường 4, phường 5 sẽ phối hợp điều khiển giao thông theo hiệu lệnh của cảnh sát giao thông trên bục chỉ huy. Trong đó, lực lượng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ chính với 1 cán bộ chiến sĩ trên bục, 3 cán bộ chiến sĩ và đoàn viên ở các vị trí khác, có nhiệm vụ nhắc nhở người tham gia giao thông chấp hành các hiệu lệnh, dừng đổ xe đúng vị trí đã được kẻ sẵn, ưu tiên nhường đường cho các phương tiện khác. Công an thành phố Đà Lạt cho biết việc thí điểm triển khai lực lượng cảnh sát giao thông đứng bục chỉ huy điều khiển phương tiện giao thông tại các nút trọng điểm kéo dài đến hết ngày 30 tháng 10 với mục đích hướng dẫn giao thông, tạo thói quen cho người tham gia giao thông đúng quy định. Sau thời gian thí điểm, hướng dẫn nhắc nhở, người tham gia giao thông không chấp hành hiệu lệnh, có hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Bước đầu cho thấy việc lắp đặt bục cảnh sát giao thông ở những vị trí hợp lý đã giúp cho cảnh sát giao thông dễ dàng quan sát, điều khiển, chỉ huy, hướng dẫn giao thông. Trong thời gian tới, sẽ tiến hành lắp đặt tại các vị trí chốt giao thông trọng điểm khác như ngã tư Phan Chu Trinh, cây xăng Kim Cúc, v.v. Hiện chính quyền địa phương xã Lộc Thành cùng với ngành chức năng của huyện Bảo Lâm đang tích cực huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả trận lũ quét xảy ra vào ngày 29 tháng 9 để bà con sớm ổn định cuộc sống. Chiều ngày 29 tháng 9, một trận mưa lớn kèm theo lũ quét ở thượng nguồn đổ về địa bàn các thôn 8A, 9, 10A, 11 và thôn 12 của xã Lộc Thành, gây ngập cục bộ, cuốn trôi nhiều tài sản của người dân. Trận lũ quét đã cuốn trôi 3 cây cầu tạm, gây sạt lở khoảng 50 mét ta luy đường và hư hỏng 1.500 mét đường dân sinh, 3 xe gắn máy, 2 chiếc máy bơm nước làm tắc nghẽn hệ thống điện, cống thoáng nước và nhiều vật dụng sinh hoạt khác của người dân, tổng thiệt hại trên 500 triệu đồng. Bên cạnh đó, 2 ao cá nhiều diện tích cà phê, vườn chè của người dân cũng đã bị thiệt hại. Rất may, thời điểm xảy ra lũ quét vào ban ngày nên không gây thương vong về người. Tôi ở đây 20 năm rồi, thì nó cũng có một mấy năm thì nó cũng ngập đường. Nhưng mà nó chỉ tràn qua thì tôi còn cái tường đấy nó tràn qua thôi, khoảng đâu trong vòng nửa tiếng là hết. Nhưng mà đến đợt này cái tường ập hết, không còn cái gì là bắt đầu nó tràn vào nhà tôi, nửa nhà nước cơ mà.
đến nỗi mà gạo sóc trong nhà tôi hết, còn cái dự gì. Bây giờ em làm vườn ở đây thì thấy cái trận lũ này có lẽ là đầu tiên đó, và nó lớn nhất đó. Và tất cả các cái cầu, tất cả cầu ở phía trên gần như là bay hết, không còn gì hết. Và cây cối là nó chặn hết cái đường đi rồi. Đất đá là nó cho đi hết. Và chỉ còn là những cái tảng đá lớn này nhìn phía trước này. Đó. Và nó thay đổi toàn bộ cái đường nước luôn. Ngay sau khi lũ quét đi qua, chính quyền địa phương xã Lộc Thành và huyện Bảo Lâm đã huy động lực lượng cùng với người dân khắc phục hậu quả, kịp thời động viên thăm hỏi các gia đình bị thiệt hại. Địa phương cũng đã trích nguồn kinh phí dự phòng chống thiên tai của địa phương, hỗ trợ mỗi gia đình 2.500.000 đồng. Đồng thời, triển khai sớm phương án hỗ trợ các hộ dân di dời nhà ở nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở cao để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân. Một số tin vắn đáng chú ý trên các lĩnh vực sẽ tiếp tục chương trình thời sự tối nay. Với mục đích nhằm để duy trì và phát huy văn hóa đọc cho các em học sinh, đồng thời giúp cán bộ giáo viên triển khai có hiệu quả về mô hình thư viện thân thiện, Phòng Giáo dục và Đào tạo Đà Lạt vừa tổ chức tiết dạy mẫu mô hình thư viện thân thiện tại trường tiểu học Nam Thiên, thành phố Đà Lạt, với sự tham dự của các trường tiểu học trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Theo đó, một tiết đọc thư viện có chủ đề Bài mình không thể ngủ được đã được giáo viên nhà trường triển khai, với thời gian đọc từ 35 đến 40 phút. Điểm khác biệt ở mô hình này là cán bộ thư viện và giáo viên giúp học sinh tìm sách phù hợp với trình độ đọc, làm mẫu thế nào là đọc tốt, hay và thể hiện sự thích thú khi đọc sách. Học sinh được khuyến khích tham gia vào hoạt động quản lý thư viện. Cán bộ quản lý tích cực khuyến khích việc sử dụng thư viện, hỗ trợ các hoạt động quản lý thư viện và đảm bảo môi trường học tập tích cực trong thư viện. Sau khi triển khai tiết dạy mẫu mô hình thư viện thân thiện này, trường tiểu học Nam Thiên sẽ tổ chức duy trì tiết học tại thư viện thân thiện 2 buổi một tháng, bao gồm các hoạt động đọc và hoạt động mở rộng. Tiết dạy được tổ chức theo thời khóa biểu của trường. Ngoài ra, tại thư viện thân thiện, sách được phân loại theo trình độ đọc và trưng bày trên kệ. Học sinh dễ dàng tìm sách phù hợp với trình độ đọc của mình và tự lấy được sách để đọc. Tài liệu xây dựng môi trường văn bản cũng được trưng bày phù hợp. Trang thiết bị trong thư viện được sắp xếp hợp lý. Học sinh di chuyển dễ dàng để chọn sách và vật phẩm giáo dục. Được biết, trường tiểu học Nam Thiên là trường tiểu học thứ hai trên địa bàn thành phố Đà Lạt triển khai mô hình thư viện thân thiện do tổ chức Room to Read của Mỹ tài trợ. Sáng ngày 2 tháng 10, tại thành phố Đà Lạt, Ban tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Lâm Đồng đã khai mạc giải cầu lông lần thứ 8. Tham dự giải năm nay có trên 100 vận động viên của 10 đoàn đến từ các huyện và hai ngành Công an, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Lâm Đồng. So với kỳ Đại hội Thể dục Thể thao toàn tỉnh lần trước, giải năm nay có số lượng vận động viên đông hơn, chất lượng cao hơn do phong trào cầu lông đã được phát triển đồng đều và rộng khắp trên địa bàn và được đông đảo cán bộ, công nhân, viên chức và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia tập luyện, thi đấu. Diễn ra từ ngày 2 đến ngày 5 tháng 10, các vận động viên sẽ tham gia tranh tài 12 bộ huy chương ở các nội dung đồng đội nam, đồng đội nữ, đôi nam nữ phối hợp và đơn nam, đơn nữ dưới 35 tuổi và trên 36 tuổi. Ban tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh lần thứ 8 năm 2018 cho biết, đến nay đã có 7 trên 12 nội dung thi đấu trước đại hội đã được tiến hành. Không chỉ là dịp để các vận động viên gặp gỡ, giao lưu, thi đấu thể thao, rèn luyện sức khỏe, thúc đẩy phong trào luyện tập thể dục thể thao ngày càng phát triển sâu rộng, mà còn là tiền đề để ngành thể thao Lâm Đồng tuyển chọn các vận động viên xuất sắc, bổ sung cho các đội tuyển, chuẩn bị tham dự Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc trong thời gian tới. Ban quản lý khu du lịch Hồ Tuyền Lâm Đà Lạt phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường 3 thành phố Đà Lạt vừa tổ chức giải tỏa công trình trái phép xâm phạm khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm. Được biết, đây là công trình tại khu vực đường Hoa Phượng Tím thuộc nhánh trái Hồ Tuyền Lâm Đà Lạt do ông Nguyễn Hòa, ngụ tại đường Đặng Thái Thân, phường 3 Đà Lạt làm chủ đầu tư. Phần diện tích này do ông Nguyễn Hòa thuê từ Trung tâm Quản lý Đầu tư Khai thác Thủy lợi Lâm Đồng, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lâm Đồng với diện tích khu vực mặt nước rộng 4.000 m2 để kinh doanh du lịch. Tuy nhiên, đây lại là phần đất được Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng giao cho Ban Quản lý Khu du lịch Hồ Tuyền Lâm Đà Lạt khai thác quản lý. Sau khi các ngành chức năng thành phố Đà Lạt tiến hành kiểm tra, ông Nguyễn Hòa đã không xuất trình được các giấy tờ liên quan, nên ngành chức năng thành phố Đà Lạt đã lập biên bản
và xử phạt hành chính đối với ông Nguyễn Hòa, đồng thời yêu cầu ông Nguyễn Hòa phải tháo dỡ công trình xây dựng không phép. Tuy nhiên, sau một thời gian, ông Nguyễn Hòa vẫn không thực hiện, nên Ban Quản lý Khu Du lịch Hồ Tuyền Lâm Đà Lạt phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường 3 Đà Lạt đã tiến hành cưỡng chế tháo dỡ công trình này với diện tích khoảng 130m2. Một bờ kè dài khoảng 15m, cao 1,6m vì xâm phạm thắng cảnh Hồ Tuyền Lâm Đà Lạt. Trước đó, cũng tại khu du lịch Hồ Tuyền Lâm Đà Lạt, công ty cổ phần đầu tư Lan An Đà Lạt cũng đã tự nguyện tháo bỏ phần diện tích xây dựng không phép trên mặt nước trong khu vực dự án, khu trung tâm giải trí du lịch, hội nghị cao cấp do đơn vị này đầu tư vì vi phạm nghiêm trọng khu vực bảo vệ 1, di tích thắng cảnh quốc gia Hồ Tuyền Lâm. Phần tin trong nước và quốc tế. Đến năm 2038, nhóm dân số từ 60 tuổi trở lên sẽ khoảng hơn 21 triệu người, chiếm 20% dân số, đặt ra những thách thức đối với hệ thống y tế. Hơn 1,8 tỷ thanh niên đối mặt nguy cơ mất việc làm do không kịp thích ứng với những thay đổi của cuộc cách mạng công nghệ 4.0. Đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2018 của đất nước, chính phủ cho rằng với mức GDP 9 tháng tăng 6,98%, mức tăng cao nhất kể từ năm 2011, đây là kết quả rất khả quan. Trong đó, cả 3 khu vực nông nghiệp, công nghiệp và xây dựng, dịch vụ đều tăng cao. Chỉ số CPI bình quân 9 tháng năm 2018 tăng 3,57%. Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 179 tỷ đô la Mỹ, tăng 15,4%. Có 26 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ đô la Mỹ, xuất siêu đạt 5,39 tỷ đô la Mỹ, là kỷ lục đáng mừng. 9 tháng qua có trên 96.600 doanh nghiệp thành lập mới, nhưng số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động tăng cao. Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tình hình kinh tế xã hội tháng 9 và 9 tháng tiếp tục xu hướng khả quan. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tăng 6%, góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tăng 36,8%. Khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản đạt mức tăng trưởng 9 tháng năm nay cao nhất trong giai đoạn 2012-2018. Khẳng định cơ cấu lại nông nghiệp đã phát huy hiệu quả. Thu hút khách du lịch đạt trên 11,6 triệu lượt, tăng 22,9%. Về tình hình từ nay đến cuối năm 2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết các tổ chức quốc tế dự báo triển vọng kinh tế của Việt Nam tiếp tục khả quan. Tốc độ tăng trưởng GDP năm 2018 dự kiến dao động trong khoảng từ 6,6 đến 6,9%. Tình trạng độc quyền sách giáo khoa, viết vào sách gây lãng phí, xử lý vụ bảo kê ở chợ đầu mối Long Biên, Hà Nội ra sao? Hay phương án đặt trạm BOT Cai Lậy ở tuyến đường tránh đã tính toán các tác động xã hội chưa? Đây là những vấn đề nóng được đặt ra tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng 9 vừa diễn ra. Trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến tình trạng độc quyền sách giáo khoa, viết vào sách gây lãng phí, nhà xuất bản giáo dục kêu mỗi năm lỗ 40 tỷ vì in sách giáo khoa, nhưng giữ mức chiết khấu 25%, tương đương 250 tỷ đồng mỗi năm. Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết, theo nhà xuất bản giáo dục thì mức chiết khấu sách giáo khoa chỉ từ 18 đến 20%. Thực hiện nghị quyết 88 của Quốc hội thời gian tới, chắc chắn sẽ xóa bỏ độc quyền sách giáo khoa. Vừa qua, Bộ Thông tin Truyền thông đã có quyết định để hiện nay chính thức giao cái quyền nhiệm vụ cho 5 cái đơn vị, 5 nhà xuất bản là có được thêm cái chức năng là in ấn sách giáo khoa. Cho nên sắp tới thì việc xóa độc quyền thì sẽ được thực hiện là theo tinh thần của nghị quyết 88, đó là việc mà tổ chức một chương trình và có nhiều sách giáo khoa. Phiên họp chính phủ thì Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo là phải giải trình báo cáo với chính phủ. Thế và Thủ tướng cũng đã rất quyết liệt yêu cầu Bộ Giáo trưởng Bộ Giáo dục là phải có giải pháp khắc phục ngay và phải chỉ đạo làm sao, tức là vấn đề in ấn xuất bản này phải minh bạch, phải công khai và làm tốt công tác xã hội hóa, tránh độc quyền, tránh lợi ích nhóm. Tại buổi họp báo, đại diện Bộ Giao thông Vận tải cho biết đang tiếp tục nghiên cứu phương án đặt thêm trạm thu phí ở tuyến tránh Cai Lậy. Đại diện Bộ Kế hoạch Đầu tư cũng thông tin thêm về quy định chức năng bộ máy hoạt động của Ủy ban Quản lý Tài sản Nhà nước. Dự án tăng cường bảo vệ nước ngầm tại Việt Nam giai đoạn 2018-2020 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đây là sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Đức.
Mục tiêu của dự án bảo đảm khai thác sử dụng tài nguyên nước dưới đất hiệu quả bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu, phòng tránh suy giảm mực nước, xâm nhập mặn và sụt lún đất do khai thác nước dưới đất tại các tỉnh ven biển vùng đồng bằng sông Cửu Long. Kết quả chủ yếu của dự án là tăng cường năng lực quản lý tài nguyên nước ở địa phương, cập nhật bổ sung thông tin dữ liệu, xây dựng cơ sở dữ liệu về nước dưới đất, sử dụng cơ sở thông tin dữ liệu vào quản lý và hoạch định chính sách về tài nguyên nước, nâng cao nhận thức cộng đồng và tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn quản lý và đối tượng sử dụng nước về bảo vệ tài nguyên nước dưới đất, tăng cường năng lực điều tra, đánh giá, bảo vệ về quản lý tài nguyên nước dưới đất cho các cơ quan tham gia dự án. Dự án được thực hiện trên toàn quốc, thời gian thực hiện 4 năm, từ năm 2018 đến năm 2022. Tổng mức đầu tư của dự án là 2.468.804 đô la Mỹ. Nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Người Cao Tuổi ngày 1 tháng 10, Ủy ban Quốc gia Người Cao Tuổi Việt Nam phối hợp với Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam tổ chức hội thảo Thích ứng già hóa dân số nhanh ở Việt Nam, con đường phía trước. Thống kê Việt Nam đã chính thức bước vào già hóa dân số từ năm 2011 và là một trong các quốc gia có tốc độ già hóa nhanh nhất trên thế giới. Năm 2017, số người cao tuổi chiếm 11,9% tổng số dân số, nghĩa là cứ 9 người thì có một người từ 60 tuổi trở lên. Dự báo của Tổng cục Thống kê, đến năm 2038, nhóm dân số từ 60 tuổi trở lên sẽ khoảng hơn 21 triệu người, chiếm 20% dân số. Già hóa cũng đặt ra những thách thức đối với hệ thống y tế. Giống như hệ thống y tế của các nước ở khu vực châu Á, đó là cái hệ thống chúng ta thiết kế dựa trên thiên về phát triển bệnh viện, đầu tư và quan tâm rất ít đến y tế cơ sở. Nhưng mà vấn đề khi mà xã hội nó tăng cái số người cao tuổi lên ấy, thì những cái tỷ lệ mắc bệnh không lây nhiễm rất là lớn, mà những cái bệnh này thì nó chiếm rất là nhiều ngân sách y tế. Theo các đại biểu, hiện vẫn còn các rào cản về tuổi tác trong chính sách, chưa tạo cơ chế để người cao tuổi có thể tham gia vào hoạt động kinh tế và xã hội. Đứng về mặt pháp lý thì chúng ta cần phải có một cái quy định rất rõ ràng để cho người cao tuổi tạo được cái vành đai pháp lý để tham gia. Vấn đề người cao tuổi liên quan chặt chẽ tới 15 trên 17 mục tiêu phát triển bền vững. Do đó, nhiều ý kiến cho rằng cần lồng ghép vấn đề này trong các chính sách chỉ tiêu phát triển bền vững tại Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 cùng với sự phát triển nhiều vũ bão của những công nghệ mới sẽ làm thay đổi không chỉ cơ cấu việc làm mà còn là cả kỹ năng lao động. Theo một nghiên cứu mới đây, đến năm 2030, gần 2 tỷ thanh niên trên toàn thế giới có thể rơi vào tình trạng thất nghiệp do thiếu các kỹ năng hoặc trình độ cần thiết. Bản báo cáo chuẩn bị nhân lực tương lai cho cuộc cách mạng 4.0, kế hoạch hành động cho các doanh nghiệp của tập đoàn Deloitte và Liên minh Kinh doanh Quốc tế Phát triển Giáo dục thực hiện cho thấy việc người lao động không kịp thích ứng với những thay đổi là mối quan ngại không hề nhỏ khi có tới hơn 1,8 tỷ thanh niên đối mặt với nguy cơ mất việc làm. Do robot được sử dụng thay thế con người ngày càng nhiều, nên để đạt được thành công, giới trẻ cần phải có những kỹ năng cơ bản, bao gồm lập kế hoạch làm việc, thuyết trình và cả tính kỷ luật lao động. Bên cạnh đó, các kỹ năng về kỹ thuật, sự tích cực đổi mới và đề xuất các sáng kiến cũng như tiếp nhận những công nghệ mới cũng rất quan trọng. Các chuyên gia cho rằng các doanh nghiệp nên chủ động hơn nữa trong đào tạo thanh niên giúp họ thích ứng với công việc trong tương lai. Vừa qua, lãnh đạo 48 nước và 22 cơ quan của Liên Hiệp Quốc đã ký một tuyên bố chung nhằm ủng hộ chiến dịch của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres chống nạn lạm dụng tình dục trong hệ thống của Liên Hiệp Quốc, đặc biệt trong các hoạt động gìn giữ hòa bình. Chiến dịch này đã được phát động cách đây một năm trong kỳ họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc năm 2017. Trong tuyên bố chung, các nhà lãnh đạo trên cam kết phối hợp với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres trong việc triển khai chính sách triệt đề này. Các nhà lãnh đạo cam kết tiếp tục nâng cao quyền lợi và phẩm giá của những nạn nhân. Họ cũng lên án những đối tượng có hành vi lạm dụng tình dục, vi phạm và làm xói mòn giá trị của tổ chức đa phương này, và nhấn mạnh cần đảm bảo những đối tượng này phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tháng 7 vừa qua, Liên Hợp Quốc thông báo trong quý 2 năm 2018 đã tiếp nhận 70 cáo buộc về lạm dụng tình dục liên quan tới các nhân viên Liên Hợp Quốc hoặc những người làm thuê cho các cơ quan và chương trình của tổ chức đa phương này. Bộ trưởng phụ trách vấn đề Brexit của Anh, ông Dominic Raab, ngày 1 tháng 10, bày tỏ sự tin tưởng Anh sẽ đạt thỏa thuận tốt với EU. Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh hai bên tiếp tục bất đồng sâu sắc về kế hoạch nước Anh rời khỏi EU vào cuối tháng 3 sang năm. Trả lời phỏng vấn báo chí tại Đại hội Thường niên của Đảng Bảo thủ Cầm quyền, ông Raab bày tỏ tin tưởng hai bên vẫn có đủ thời gian để tạo ra một thỏa thuận tốt. Tuy nhiên, theo ông, chính quyền của Thủ tướng Theresa May sẽ không chấp nhận hai cơ chế hải quan khác nhau tại Vương quốc Anh hậu Brexit.
nên EU cần bớt cứng nhắc trong vấn đề tuân thủ pháp lý khi đàm phán về Bắc Ireland. Trong khi đó cùng ngày, Bộ trưởng Thương mại Anh Liam Fox cho rằng các doanh nghiệp châu Âu có thể phải đối mặt với mức thuế lên tới 14 tỷ bảng, tương đương hơn 18 tỷ đô la Mỹ mỗi năm nếu Anh và EU không đạt được thỏa thuận Brexit. Theo kế hoạch, Anh sẽ rời khỏi EU vào ngày 29 tháng 3 năm 2019. Tuy nhiên cho đến nay, hai bên vẫn chưa đạt được bất cứ thỏa thuận nào. Ngày 1 tháng 10, Liên Hiệp Quốc đánh giá khoảng 190.000 người dân Indonesia tại tỉnh Trung Sulawesi đang cần cứu trợ nhân đạo khẩn cấp sau khi khu vực này hứng chịu trận động đất mạnh 7,5 độ Richter dẫn tới sóng thần. Theo đánh giá của Liên Hợp Quốc, trong số 190.000 người cần cứu trợ khẩn cấp có tới 46.000 trẻ em và 14.000 người cao tuổi. Trong khi đó, chính phủ Indonesia cũng đang tập trung khắc phục hậu quả thiên tai tại các khu vực xa xôi hẻo lánh, trong bối cảnh thuốc men thiếu hụt và lực lượng cứu hộ gặp khó khăn do không có đủ thiết bị hạng nặng. Trước mắt, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã quyết định tiếp nhận cứu trợ của các cơ quan cứu trợ quốc tế và các tổ chức phi chính phủ. Tính đến tối mùng 1 tháng 10, số người thiệt mạng do vụ động đất sóng thần này đã lên tới gần 1.300 người. Tuy nhiên, đây chắc chắn chưa phải là con số cuối cùng. Trong khi đó, tình trạng hỗn loạn đã bắt đầu xuất hiện tại thành phố Palu, một trong những thành phố tại tỉnh Trung Sulawesi, bị chịu thiệt hại nặng nề do trận động đất sóng thần. Cảnh sát đã được điều động bảo vệ các ngân hàng tại thành phố. Những người sống sót sau thảm họa đang phải đối mặt với tình trạng thiếu thực phẩm, nước sạch và nhiên liệu. Nhiều nhân chứng cho biết đã xảy ra tình trạng cướp bóc tại trạm xăng, các siêu thị và cửa hàng tiện ích. Tuy nhiên, chính phủ Indonesia cho biết người dân bị ảnh hưởng bởi trận động đất sóng thần được phép lấy đồ dùng, thực phẩm tại các cửa hàng và chính phủ sẽ chi trả khoản đền bù cho những thiệt hại này. Ngày 1 tháng 10, các nhà khoa học Tatsuki Honso và James Allison, những người vừa đoạt giải Nobel Y sinh năm 2018, đã cam kết tiếp tục công trình nghiên cứu của mình trong chữa trị bệnh ung thư nhằm cứu giúp càng nhiều bệnh nhân càng tốt. Phát biểu với các phóng viên có mặt tại Đại học Kyoto, nhà khoa học Honzo bày tỏ mong muốn tiếp tục công trình nghiên cứu để liệu pháp miễn dịch này có thể cứu được mạng sống của nhiều bệnh nhân ung thư hơn bao giờ hết. Trong khi đó, nhà khoa học James Allison cũng bày tỏ niềm tự hào khi đoạt giải Nobel Y sinh 2018, đồng thời nhấn mạnh sẽ tiếp tục nghiên cứu và tìm hiểu cách chữa bệnh ung thư. Trước đó cùng ngày, ông Honzo và ông Allison đã được trao giải vì công trình nghiên cứu điều trị ung thư bằng việc ức chế miễn dịch âm tính, một cách tiếp cận mang tính cách mạng trong chữa trị bệnh ung thư. Ủy ban Nobel của Thụy Điển cho rằng công trình của hai nhà khoa học tìm ra cách kích thích hệ thống miễn dịch để chống lại và tự tiêu diệt các tế bào ung thư và mở ra nguyên lý mới cho việc điều trị bệnh này. Phần cuối của bản tin thời sự tối nay, những trẻ em tại trường khiếm thính tỉnh Lâm Đồng cần sự giúp đỡ từ phía gia đình, thầy cô và cộng đồng để trở thành người có ích cho xã hội. Không may mắn khi sinh ra với cơ thể khiếm khuyết, nhưng các em học sinh khiếm thính tại trường khiếm thính Lâm Đồng luôn luôn chăm chỉ trong học tập, phấn đấu nỗ lực trong cuộc sống. Với sự giúp đỡ của các tình nguyện viên Hàn Quốc và sự định hướng từ thầy cô trong trường, sau những giờ học, các em được hướng dẫn học nghề trưng bày tại quán cà phê Lặng do trường thành lập. Quán cà phê Lặng này là nơi ấp ủ ước mơ và cũng là chỗ dựa vững chắc giúp các em trải nghiệm cuộc sống. Là một trong 4 gian hàng được chọn để tham gia trưng bày tại Hội thi Khoa học Kỹ thuật Sáng tạo được tổ chức tại thành phố Đà Lạt. Những bông hoa tươi sấy khô để làm trà, những bánh xà bông handmade của các em học sinh trường khiếm thính Lâm Đồng đã thu hút được không ít sự chú ý của khách tham quan. Các cháu không những là học tập các cái hoạt động văn hóa nhà trường mà các cháu lại có những cái trải nghiệm sáng tạo để có được các cái sản phẩm lao động như này. Đây là một cái điều rất hết sức đáng quý. Và tôi nghĩ tôi cũng như một du khách thôi, tôi thấy rằng đây là một cái điều rất là trân trọng. Trở về từ buổi trưng bày, những bông hoa nhỏ dùng để làm trà lại được trưng bày tại quán cà phê Lặng, phường 4, thành phố Đà Lạt. Cũng như cái tên của mình, Lặng nằm ở một góc trường khiếm thính tỉnh Lâm Đồng và luôn ngập trong hương ấm áp của trà hoa. Mỗi mùa một loại trà, mỗi tấc trà do chính bàn tay của các học sinh khiếm thính gieo hạt, trồng và thu hoạch. Hoa sẽ được rửa sạch, mang đi hấp rồi mới sấy khô.
những bông hoa xinh xắn được phân loại rồi dùng để tạo nên những tách trà với vị thơm của hoa và ngọt ngào như chính nụ cười của các em. Ở trường Khiếm Thính thì em được học cũng nhiều nghề, như là nghề may, làm bánh, trồng cây, rồi làm hoa. Thì trong đó em thích cái công việc làm hoa. Công việc làm hoa thì cũng hơi khó, nhưng mà em cũng rất thích. Con chọn nghề theo để học theo về lâu dài, vì lý do là con thấy nghề theo phù hợp với con và con cũng thích theo. Ở đây thì con còn có một nhiệm vụ khác, đấy là bán ở trên gian hàng, bán các sản phẩm của các bạn học sinh của trường làm ra. Thì ở đây ấy, khi mà bán ở đây thì con có điều kiện gặp mọi người để nói chuyện và giao lưu. Con cũng rất thích điều đó và con cảm thấy rất là vui. Mỗi góc của lặng đều được bàn tay của các em học sinh trang trí. Những sản phẩm tranh theo tay tinh xảo, những gối hoa sấy xinh xắn, những chiếc bánh ngọt đều là tâm huyết của các em học sinh khiếm thính sau những giờ học nghề tại trường. Dần dần, đây là nơi để các em lặng lẽ thể hiện tài năng của mình, cũng như là nơi nuôi dưỡng ước mơ và hy vọng của những em nhỏ không may mắn về một tương lai tươi sáng hơn. Định hướng của nhà trường đó là ngoài việc dạy văn hóa cho học sinh thì nhà trường cũng rất chú trọng đến việc dạy nghề cho các em. Trong quá trình học nghề của các em thì các em tạo ra được rất là nhiều sản phẩm có chất lượng và cũng phù hợp với thị hiếu của thị trường. Tuy nhiên là bởi vì trường còn nhỏ, thứ hai nữa là mọi người chưa có biết đến những cái việc học nghề của các em cũng như các sản phẩm các em làm ra. Vì vậy mà ban giám hiệu nhà trường có một cái suy nghĩ rằng là ta nên có một cái gian hàng nào đó, nơi đó sẽ là nơi giới thiệu sản phẩm của các em học sinh đến với mọi người. Cũng như những bông hoa cần chăm sóc từng ngày để lớn lên và khoe sắc, trẻ em luôn cần sự quan tâm của gia đình và cả xã hội để phát triển và trưởng thành một cách toàn diện. Chính vì vậy, đối với những bông hoa nhỏ không may mắn tài lặng và trường khiếm thính tỉnh Lâm Đồng luôn luôn cần sự giúp đỡ từ phía gia đình, thầy cô và cộng đồng để trở nên rực rỡ hơn ở thành phố ngàn hoa này. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.